lượng đúng không? Hay là cho những set gì nhất đấy, thì để ví dụ như là con muốn khối tròn là muốn tạo hai tay chúng ta phải co bên hai khối nó đắt vào đúng không đấy. Ở đây là muốn nặn một cái lưng mặt chẳng hạn, đầu tiên chúng ta phải có một khối hình tròn, sau đấy là đắt lên à, từ hồi đấy bắt đầu chúng ta sẽ kéo méo méo ta hoặc là co viên đấy đổ đắp thêm vào, còn là muốn nó lõm thành hai cái mắt thì chúng ta phải ấn vào đấy, cho nó lõm vào thì đó là đắt đắt. Thứ hai là nó phụ vuốt để cho nó mềm nó mịn smooth, vì nó là một số các cái công cụ ở trong này. Và nhóm công cụ đầu tiên là lắp lên, để trở lại cái hình tròn nhé. Đây, lắp thì nó có cọ standard và cọ cơ bản nhất, thì chỉnh cái size của nó đây nhé, chỉnh cái size như này, chỉnh cái size cọ. Thứ hai là chỉnh cái độ mềm này, còn nó chỉnh về tông thì nó ra cái nét cứng luôn. Thứ ba là chỉnh cường độ tác động là Z intensity, đẩy càng cao thì nó sẽ càng lồi nhiều. Còn cái mấy cái RGB thì bạn chỉ cần quan tâm nó là tô màu nhé, chỉ có thế thôi. Muốn nó lõm xuống thì bạn giữ Alt thì nó sẽ làm ngược lại. Trong gì đó là muốn làm cái gì thì bạn ta giữ thêm cái màu thêm. Đang ngồi lên muốn lõm xuống thì chúng ta lên, đang smooth này đang giữ shift nó smooth, muốn nó ngược lại thì bạn chúng ta lên nó sẽ làm xuống lên và đang làm một cái đấy, các bạn ấn vào đây. Nếu mà không muốn ra đây bạn ấn vào hai cái phím sẽ ăn rất sắc này, nó sẽ đảo chiều. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có nhóm là những cái công cụ để đắp, ví dụ như là muốn làm hai tay thì các bạn đầu tiên tạo một bộ khối nổi đấy, các bạn đắp lên nha. Hoặc là công cụ thứ hai là clay nặng đấy, được clay view này, clay view up này để tạo nhanh những cái khối nổi đây, đây một đắp nổi lên nhanh thì chúng ta dùng clay view up này rồi tạo ra hình như này. Sau đây là tất nhiên chúng ta sẽ phải dùng clay smooth là dùng một số những clay khác tạo hình. Thứ hai là nhóm công cụ vuốt chuốt, thì ví dụ như là đây chúng ta sẽ có những cái lệnh như là pattern là cho nó phẳng hoặc là cho nó những cái cạnh nó liền với nhau. Thứ ba là nhóm công cụ khắc nhé, cắt tạo các chi tiết, tạo các cái đường chi tiết như này, có thể là lồi lên hoặc lõm xuống tạo các chi tiết. Và một số những công cụ khác ví dụ như là công cụ di chuyển chọn để kéo ví dụ như là phía sau các bạn muốn tạo ra cái chi tiết, tất nhiên là kéo bây giờ lớn nó sẽ bị lỗi thì chúng ta sẽ phải smooth hoặc là chúng ta dùng các một số những lệnh trong những lần tiếp theo để sử dụng tiếp theo nhé, để chúng ta chia lại thành một lần nữa. Trong quá trình làm các bạn muốn để đối xứng các bạn phải tích nhé, tích là đối xứng đối xứng qua một điểm, đây là đồng đối xứng bất ổn nick này, muốn thay đổi đối xứng qua cách khác nhau bạn vào cái transform này, đối xứng qua trục x y z nhá, một đối xứng qua cả ba trục các bạn ấn như này, đối xứng một lúc qua tất cả, hoặc muốn đối xứng qua tâm thì các bạn tích vào cái xl này. Quan tâm và quan trọng tích là cái Z này đấy, quan tâm và quan trọng Y